Đá Phong Thủy MC xin chào quý vị các anh chị cô chú ha. Thì như quý vị cũng thấy là bên phía chúng ta ha, chế tác thì tại chỗ, đá thô thì đầy nhà ha quý vị ha. Đá thô thì đầy nhà, nhiều thì không nhiều nhưng mà loại nào thì loại nào của Việt Nam của chúng ta thì MC cũng đều có cả ha quý vị ha. Loại nào của MC của chúng ta đều cũng đều có cả. Ô tô 3 ngoài kia 2 khay nữa. Vâng, thì để mang đến cái sự tự tin và an tâm cùng quý vị để mà chúng ta có thể sử dụng những cái viên đá phong thủy xuyên suốt quãng đời của mình, xuyên suốt của hành trình của mình mà an toàn, an tâm, toàn tâm toàn lực hết vậy ha. Chúng ta rất là an toàn, an tâm khi mà tặng hoặc là sử dụng. Thì đá phong thủy MT ha. Những anh chị em nào mà chúng ta ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta có thể ghé trực tiếp xem và trải nghiệm ha. Nói về đá thô thì không mạnh, nhưng mà hầu như là em đi có tất cả các dòng và những cái loại đá thì chúng ta có rất là nhiều. Và sau đó là chúng ta sẽ chế tác bỏ ra những cái kỹ thuật của mình thôi vậy ha. Thì ngày hôm nay em đi sẽ lên một số tác phẩm khá là đẹp để mà mọi người có thể chọn lựa cho mình, để mà sở hữu cho mình những cái viên đá trang sức hoàn toàn là thiên nhiên, phù hợp với phong thủy. Và kèm theo đó là có sự hỗ trợ khai vận từ phía của LNG ha quý vị ha. Phong thủy Hồ Gia mang đến tất cả. Rồi mời quý vị cùng LNG chúng ta cùng chiêm ngưỡng ha quý vị ha. LNG xin chào quý vị. Để đăng ký kênh, chúng ta vào YouTube, sau đó gõ đá phong thủy LNG và đăng ký kênh, rồi bật chuông thông báo để đón nhận tất cả những cái video chia sẻ kiến thức về đá, như là chế tác đá, lựa chọn đá, rồi phân biệt đá và phong thủy, với tất cả những cái video hữu ích mang đến cho chúng ta một cái kiến thức nho nhỏ. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh, đừng quên like và chia sẻ ủng hộ kênh quý vị nhé. Vâng, đá phong thủy MC xin chào quý vị các anh chị cô chú ha. Thì hôm nay chúng ta đến với cái lắc tay, cái kiền vàng trắng 14K ha quý vị ha. Được chế tác từ kim hoàng 1, nhưng mà do bên kim hoàng 1 của chúng ta hiện tại thì làm khá là lâu và có một số vấn đề nên thành ra là có thể là sau cái đơn hàng này thì chúng ta sẽ cắt đứt vĩnh viễn ha quý vị ha. Vâng, và đây là một cái lắc tay, thì như quý vị có thể thấy là tất cả đều là sapphire, có sự xuất hiện của tất cả những dòng sapphire ha quý vị ha. Hàng Buôn Hồ có nè, hàng Phan Thiết có nè, hàng Gia Nghĩa có nè, rất là nhiều những cái viên sapphire. Thì như quý vị thấy nè, vừa sáng ha, vừa sáng mà vừa trong, vừa tinh khiết, vừa thiên nhiên nữa. Và riêng về cái lối kinh doanh của LNG thì như quý vị cũng biết xuyên suốt thời gian qua ha, kim hoàng nào gắn kết với LNG, đi đầu là trách nhiệm, thì chúng ta sẽ cùng chung một chuyến đò và chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Còn nếu như mà đi lệch hướng về cái trách nhiệm là thấy thua rồi, về cái kỹ thuật là một, về cái trách nhiệm là hai hết vậy ha, thì chúng ta sẽ nghiêm túc cho mầm ăn. Cái đó là nói về giữa em và kim hoàng. Còn bây giờ nói về cái sản phẩm thì như quý vị thấy ha, hầu như viên nào cũng đẹp u là trời. Với một cái lắc tay full sapphire như thế này thì quý vị nghĩ rằng là sẽ có nơi nào có thể đủ cung cấp cho quý vị những cái viên sapphire xanh sáng sạch đẹp như thế này quý vị ạ? Và sẽ là bao nhiêu tiền vô đây ha? Thì với nguyên cái dàn đá như thế này thì cô bé ở Singapore chúng ta ha, mai mốt buồn xả ra cho con cháu mỗi đứa một viên là cũng tới công chuyện luôn. Vì căn bản là dòng đá của chúng ta nó không chỉ là tiêu thụ trong nước mà nó còn lớn đi sang cả nước ngoài nữa, nên thành ra là cái dòng khoáng sản lần lần nó dần cạn kiệt thôi vậy ha. Và có thể là 10 năm sau, 20 năm sau hoặc 30 năm sau chúng ta không còn những viên đá chất lượng để mà chơi. Và xu hướng hiện tại cũng đang rất là mạnh về cái ngành này. Vâng, một lắc tay quá ghiền luôn. Giờ LNG sẽ rê nhẹ hả quý vị ha.
để chúng ta cùng nhau xem qua cái lắc tay này. Về độ bóng của đá mài láng thì quý vị có thể thấy là bên phía chúng ta là khỏi chê ha. Còn về những cái viên mà mài giác là mài giác mà hàng sapphire như thế này thì quý vị thấy hàng tròn là đa số là giác xoàn không. Mà để chơi giác xoàn với quý vị thì chỉ có LNG thôi, hoặc là những hộ nào mà người ta khá là nhiều thô á, căn bản nó không còn là cái vấn đề toan tính giữa người kinh doanh và khách hàng nữa, mà nó chỉ còn là vấn đề về chất lượng thôi. Vì giác xoàn nó đẹp hơn giác tầng quý vị ha, đẹp hơn rất là nhiều. Cái việc hao đá đồng nghĩa với việc nó đẹp á. Đây cái viên sapphire xanh da nghĩa đây, trời ơi, đó một cái lắc tay giá chưa tới 200 thôi quý vị ha, quá êm. Và quý vị cầm 200, thậm chí 400, thậm chí 600 cũng không có được cái set này ở những cái hộ kinh doanh khác luôn, em chỉ hứa vị luôn. Và đây là những cái con hàng thiên nhiên, bao giám định trên từng con cũng được thôi quý vị ha, đó là điều em chỉ có thể khẳng định. Quá đẹp, quá rẻ, quá chất, quá đa dạng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với cái khay đá này hả quý vị ha. Và điều thú vị là ngày hôm nay LNG sẽ cùng quý vị chúng ta trải nghiệm thực tế qua những cái viên đá khi mà quý vị có những cái sự lựa chọn. Vì căn bản là nhà hộ kinh doanh thì có rất là nhiều hộ kinh doanh, nhưng mà sự lựa chọn của chúng ta thì chỉ có một hả quý vị ha. Chỉ khi nào chúng ta nhận ra hàng ở cửa hàng kia nó kém chất lượng thì chúng ta mới có được cái sự lựa chọn thứ hai. Và ở đây thì bên LNG ngoài việc buôn bán ra thì còn có một cái góc độ nữa là góc độ chia sẻ về cái cách phân biệt cũng như là những cái kiến thức để mà chúng ta có thể chọn lựa đá. Và hiển nhiên là những cái cách mà chia sẻ của LNG là vạch trần ra những cái hàng xử lý keo, xử lý hóa chất độc hại và một số cách xử lý khác để nhằm để bảo vệ những hộ kinh doanh mà người ta chỉ có nhắm đến hàng thiên nhiên hả quý vị ha. Vốn thì cao mà rủi ro thì nhiều, thì đó cũng là một cái điều mà nhờ vào tình thương cũng như là sự đam mê về đá thiên nhiên của quý vị nuôi nấng những cái hộ kinh doanh mà nói về chánh đạo hả vậy ha, là chỉ kinh doanh hàng thiên nhiên, hoặc là tệ lắm thấp lắm thì cũng là hàng xử lý nhiệt hả vậy ha. Thì ở đây chúng ta thấy rất là nhiều những viên đá đúng không ạ, nhưng trong này có 4 viên keo, mặc dù là chúng đều đẹp như nhau cả, nhưng mà trong này thì có 4 viên keo hả vậy ha. Đó là một cái sự mà gọi là mật ngọt chết rồi. Vì căn bản là quý vị, những người kinh doanh, những người sử dụng, thậm chí là những người kinh doanh luôn ha, cũng khó mà nhận ra. Thì video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Đây, liền lạc không rạn chất kính hả quý vị ha. Đó, cũng có mây rồi này nọ, cũng có tạp rồi, y như người lớn luôn. Keo, loại. Đây, đỏ huyết, chất kính, mịn mặt, không một tì vết, không rạn. Keo, loại. Đây, mịn mặt chất kính luôn, đeo vô là hạ keo với lại hóa chất keo với lại hóa chất màu nhuộm thẩm thấu vô lỗ chân lông từ từ hả quý vị ha, nguy hiểm. Loại. Đây cũng keo luôn, 4 viên keo này chỉ để thực hiện video và chia sẻ hả quý vị ha, không nhằm vào mục đích để bán. LNG nhấn mạnh rằng là LNG hiện tại và mãi mãi không kinh doanh hàng keo, loại. Còn đây là những cái viên đá thiên nhiên. Còn đây là hàng đế quan nhuộm màu. Hàng đế quan nhuộm màu nha quý vị nha. Đó, đẹp nhưng mà hàng nhuộm màu. Rồi, có cả hàng nhân tạo trong này nữa nè quý vị. Đây. Đó, quý vị thấy hiển chuyển y như hàng thiệt không? Nhân tạo qua kính ngọc học chúng ta là lòi tẩy ra hết. Và LNG là người truyền đạt thì sẽ không có phải người dẫn đầu truyền đạt hết vậy ha, truyền nguồn cảm hứng, thành ra là không có nói bậy nói bừa được. Rồi, chúng ta cùng nhau đến với lại cái kính ngọc học của chúng ta hả vậy ha. Thì chúng ta bóc một viên đá keo bé nhỏ như thế này mà chúng ta đặt ngay đây. Đó,
Và bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm chứng về viên này nhé. Vâng, đầu tiên thì chúng ta đến với cái viên ruby keo của chúng ta hả quý vị ha. Và đây là chỉ là đang ở góc độ thông thường. Và sau đó chúng ta sẽ zoom lên. Đó. Chúng ta sẽ kiểm chứng được những cái để em coi cái bề mặt bên ngoài hả quý vị ha. Vâng, cái bề mặt bên ngoài thì như quý vị cũng có thể thấy ha. Những cái gân keo khá là phổ biến nè. Đó. Và những cái bong bóng của bong bóng khí của keo hả quý vị ha. Rất là rõ luôn. Để em phóng to lên một xíu nữa nè. Để em lấy rõ lại ha, lấy nét lại ha. Đó. Vì ở đây chúng ta có hai chế độ, một chế độ là chúng ta sẽ nhìn bên ngoài của đá, và một chế độ là nhìn vào phía bên trong của đá hả vị ha. Đó. Những cái án keo màu vàng đã lộ rõ trên cái đá của chúng ta hả vị ha. Đó, đây là những cái bọt khí nè. Bọt khí có keo nè quý vị thấy không? Đó. Đó. Bọt khí được bao bọc bởi keo. Đây cũng vậy nè. Đó, bọt khí có lớp keo vàng ha. Và cái keo vàng này thì em chia sẻ đến quý vị rằng là nó cũng như là một dạng của cái loại của gì quên rồi, hàn the. Khi mà quý vị nung nấu hàn the lên tới nhiệt độ khoảng 1000 độ C thì cái chất hàn the nó sẽ tan chảy ra và nó len lỏi vào những cái viên đá như là một cái lớp keo, nhưng mà nó sẽ ngã qua màu vàng hả vị ha, màu gà vàng rất là trong. Thì cái con như thế này chúng ta nhìn vào là chúng ta đã thấy là sự thể hiện của một viên đá ruby keo. Và căn bản đó là một cái điều mà L&T muốn nhấn mạnh đến quý vị rằng là muốn chúng ta kinh doanh không nhầm lẫn thì việc đầu tiên là cái đầu vào của chúng ta đừng có lẫn hoặc là nhầm hả vị ha. Thì đó là cái mà chúng ta sẽ bảo vệ được cái uy tín của mình, bảo vệ được cái thương hiệu của mình, cũng như là bảo vệ khách hàng của mình. Đó. Thì cái viên keo này cho qua một bên. Tiếp đến là một cái viên keo thứ hai. Đó, như quý vị thấy ha, cũng có sự xuất hiện luôn. Có sự xuất hiện của khá là nhiều bong bóng. Bong bóng lẫn cả bao thể keo bên ngoài nữa nè. Những cái bao thể ở dạng khí mà keo hả quý vị ha. Và chúng ta sẽ thấy được đó, những cái vệt vàng nè. Rồi, viên keo thứ hai. Ồ, viên này thì nó thịt quá. Để em dùng cái nồi xôi bên trong hết vậy ha. Để bật con chế độ xôi bên trong coi. Viên này chắc phải lên đèn đèn ngoài rồi, đèn trong thì không ổn rồi. Đèn trong thì không ổn rồi. Đèn trong vẫn không lấy nét được cho nó. Đây 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 đây. Đó, một cái bong bóng nè. Một cái bong bóng chà bá luôn nè. Đó. Đó quý vị thấy không? Một cái bong bóng chà bá ngay bên trong viên ruby. Viên này khỏi cần soi gì nhiều quý vị ơi. Keo loại. Rồi thì giờ chúng ta sẽ đến với hàng thiên nhiên. Đấy. Con hàng ở thiên nhiên chúng ta thì nó không có dấu hiệu của bao thể khí ở dạng keo hả vị ha. Cái viên này nó đục quá.
chúng ta khó mà xem được cái bên trong đá hả quý vị ha. Giờ chúng ta sẽ dùng đèn để xem cấu trúc bên trong đá nè. Vâng, thì như quý vị thấy trước mắt chúng ta là một viên đá ruby hoàn toàn là thiên nhiên. Đấy. Và như quý vị có thể thấy là những cái sọc song song với nhau ở trên trước mặt chúng ta ha, những cái sọc song song với nhau. Thì đó là những cái đó là cái trục sinh trưởng. Trục sinh trưởng hả quý vị ha. Trục sinh trưởng. Và thường thì ở những trục sinh trưởng này nó sẽ có ánh titan. Và viên này đang thẳng một đường với trục sinh trưởng để mà lấy sao. Để mà lấy sao hả vậy ha. Đấy. Và ở đây chúng ta có những cái viên như thế này. Và khách đến với LNG thì có những anh chị mà chúng ta chưa có sành về đá. Và chúng ta muốn những cái viên mài láng cao bôi trong này nó không có một cái tì vết rạn nào. Vâng, xin thưa với quý vị rằng là kể cả khách hàng lẫn cả những hộ kinh doanh ha, chúng ta đã rành quá về đá rồi thì chúng ta thừa biết một điều rằng là những cái viên mài láng như thế này ở dạng chất ngọc, chất kính hay chất thịt nó đều phải có. Nhưng mà vấn đề là những cái rạn âm này nó không có bao giờ gây ảnh hưởng cho đá xuyên suốt quãng đời mà chúng ta sử dụng hả vậy ha. Đó, vấn đề là nó có rạn trên cái bề mặt hay không. Bởi vì rạn trên bề mặt á là những cái vết rạn mà nó có khoảng cách, tức là vết rạn nó có khoảng hở khá là dày hả vậy ha. Còn những cái vết rạn âm này thì cái rạn của nó là những cái vết hở cực kỳ nhỏ luôn, thậm chí là quý vị sẽ không thấy, do cái này là chúng ta đang qua một cái kiến ngọc học phóng cực kỳ to và chúng ta mới có thể thấy được hả vậy ha. Đây là điều mà LNG muốn chia sẻ đến quý vị. Các anh chị mà chúng ta chưa có quá am hiểu về đá thì chúng ta sẽ có thể là hành LNG một trận khá là nặng ha. Bởi vì căn bản là hàng này thì không chỉ LNG mà trên tất cả thế giới này hàng mài láng ít nhiều đều có rạn âm. Quý vị lưu ý nhé, ít nhiều đều có rạn âm. Còn hàng mà không có rạn thì chỉ có là hàng nhân tạo. Đó là 1000% điều mà LNG có thể khẳng định quý vị. Những viên mài láng hàng to thì rạn âm to, hàng nhỏ thì rạn âm nhỏ, bất kỳ viên nào cũng có. Rồi thì bây giờ chúng ta đến với cái lô ruby của chúng ta để xem sao của chúng và một cái lô tụt hả vậy ha. Hôm nay chúng ta lên số lượng hàng khủng. Rồi thì mời quý vị cùng LNG chúng ta cùng trải nghiệm ạ. Cái này là em theo cái yêu cầu của anh Hoàng là giữa hàng keo và hàng thiên nhiên để mà lên một cái video để chúng ta cùng nhau trải nghiệm hả quý vị ha. Rồi bây giờ chúng ta đến với thành phẩm quý vị ạ. Vâng, đá phong thủy LNG xin chào quý vị, các anh chị, cô chú ha. Để đến với cái niềm đam mê về ngọc thì tất cả các anh chị mà chúng ta thuộc fan của dòng ruby hay còn gọi là hồng ngọc này ha, thì chúng ta cũng như là những anh chị mà đam mê bên cái dòng lục bảo, chung quy thì tất cả chúng ta đều yêu bởi cái màu sắc của nó và cái độ tươi của nó hả quý vị ha. Thì trước mắt chúng ta đây là một cái lô ruby hay còn gọi là hồng ngọc, hoàn toàn là thiên nhiên luôn. Nó khá là an toàn và an tâm cho người dùng. Chúng ta có thể lên trang sức và chúng ta có thể tặng và chúng ta có thể nhìn ngắm nó ha, những cái viên đá thiên nhiên tuyệt đẹp và màu chuẩn đỏ huyết này. Thì ở video ngày hôm nay á, LNG có chia sẻ đến quý vị để chúng ta có thể so sánh giữa hàng keo, tức là hàng thuộc dạng như là xử lý một cách hạ đẳng hả quý vị ha. Xử lý một cách hạ đẳng. Bởi vì căn bản là keo màu thì nó là một dòng hóa chất mà khi người dùng tuyến mồ hôi của họ, hệ bài tiết của họ, tuyến mồ hôi của họ và nồng độ axit trong mồ hôi nó sẽ làm phân rửa những cái keo cũng như là màu ở trên đá và nó thẩm thấu qua lỗ chân lông của chúng ta từ từ hả quý vị ha. Và đó là điều mà LNG khá là cây cú khi mà những ngày đầu LNG bước vào kinh doanh đá thì vớ phải hai cái mặt cẩm thạch xử lý keo hả quý vị ha. Từ đó là LNG cây đắng và hận thù cho tới bây giờ, cứ hàng keo là loại đó. Thì trước mắt chúng ta đây là những cái viên ruby thiên nhiên. LNG xin mời quý vị chúng ta cùng trải nghiệm về cái dòng ruby để chúng ta có thể hiểu thêm về những cái hàng chất lượng ruby hả quý vị ha.
như tâm lý của chúng ta ha, ở đâu có hàng đẹp, ở đâu có hàng chất lượng và ở đâu uy tín. Vâng, thì như LNG, người mà khởi nguồn cho cái niềm đam mê về đá, cũng như là người mà đã kinh doanh đá và sở hữu rất là nhiều dòng đá từ Việt Nam chúng ta lẫn cả nước ngoài hả vậy ha, thì trước mắt chúng ta LNG xin mời quý vị chiêm ngưỡng trước tiên là cái dòng ruby sao, bởi vì một số khách hàng chúng ta vẫn thường hỏi LNG rằng LNG ơi có ruby sao không ha. Vâng, em có và có rất nhiều, nhưng mà nó đang là những cái viên thô, nó chưa cho mài luôn. Và trước mắt chúng ta là một cái lô đá. Thì quý vị, nếu như mà chúng ta có nhu cầu sở hữu và yêu cái thiên nhiên, thì chúng ta sẽ xem qua video này và chúng ta có một sự chọn lựa cho chúng ta ha. Bây giờ thì chúng ta đến với hai viên sao đây. Đầu tiên là một cái viên sao, viên này thì xuất thân ở Mã Lai hả quý vị ha, Amiama chứ. Đấy, một viên sao chất kính và sao thì căng đét luôn hả vậy ha. Đây, to rồi. Đó, viên ruby sao chất kính căng đét. Và viên này thì LNG sẽ đem đi giám định. Hỏng thiên nhiên là hoàn tiền lại ha. Hỏng thiên nhiên là hoàn tiền lại luôn. Bán ra là phải có giấy giám định, giấy giám định của trung tâm giám định lớn đàng hoàng hả quý vị ha. Đó, tại vì hầu như là các trung tâm lớn không ai mà người ta mua danh 3 vạn mà chỉ bán danh có 3 đồng hả quý vị ha. Đó, còn những trung tâm lâm cơm lóc cốc thì em thì không giám định hả quý vị ha. Đó, một em ruby sao hết vậy ha, khá là đẹp, một viên cho qua. Kế đến là viên thứ hai. Đấy, không to lên nè. Đó, để em lau mặt cái gớm quá. Hai viên ruby sao. Và tiếp theo đó thì quý vị thấy là những cái viên đỏ huyết của chúng ta ha. Đây, mặt mình viên này cũng có sao luôn, nhưng mà căn bản là cánh sao nó không rõ hả quý vị ha. Chúng ta sẽ thấy cánh sao nó bị bể đó, vẫn có 6 cánh đàng hoàng nhưng mà cánh sao bị bể và mờ. Thường là quý vị thấy người ta đăng, người ta hay bảo là sao 6 điểm hay là 7 điểm, 8 điểm, 9 điểm, 10 điểm vân vân. Thì đó là cái điểm đó là tính vào cái độ căng đét của sao và cái tâm sao nó có rõ hay không hả quý vị ha. Đó, và ở đây chúng ta có những cái viên đỏ huyết cũng như là những cái viên đỏ soi ha, rất là đẹp. Ô là trời, sao cái màu nó không giống bên ngoài, để em quay lại video quý vị ạ. Video này màu nó không chuẩn ha. Và bây giờ em sẽ cân, em sẽ nhìn lên viên đá và em nhìn lên trên cái màn hình camera của chúng ta, khi nào viên đá mà nó ra màu chuẩn á, thì em sẽ quay để quý vị cùng nhau trải nghiệm được cái màu thật của nó ha. À, màu thật nó nè. Đúng rồi, trong video và bên ngoài như nhau luôn. Đó, những cái viên chúng ta nè, quý vị thấy rất là đỏ ha. Và bên LNG thì chúng ta quay là quý vị thấy không có ảo ha. Đặc biệt là quý vị nhìn lên cái tay của em nè, thấy nó không phải là màu đỏ hả quý vị ha. Nó là màu da bình thường của chúng ta, chứ không phải như người avatar hả quý vị ha, màu xanh hoặc là màu đỏ ha. Đấy, và đây là những cái con đỏ huyết và những cái con đỏ son rất là đẹp. Nếu mà anh chị nào chúng ta ở thành phố Hồ Chí Minh và chúng ta có niềm đam mê với ruby, thì có thể ghé LNG để trải nghiệm và lựa chọn cho mình những cái viên đẹp trong cái lô hàng vừa mới mài ra hả quý vị ha. Như viên này quý vị có thể thấy là độ bóng nè, đó, độ bóng có thể trượt bất cứ thứ gì đặt lên nó, bóng khá là bóng hả quý vị ha, có thể trơn trượt những thứ gì đặt lên nó. Và điều tuyệt vời ở LNG là khi mà quý vị chọn lựa một viên đá, thì cái vấn đề mà hỗ trợ cho quý vị sẽ là mãi mãi ha. Quý vị cảm thấy không thích về độ bóng, ok em tút lại độ bóng. Quý vị cảm thấy khối chưa tròn, ok em sẽ tút lại cho nó cân đối và tròn trịa. Quý vị cảm thấy không thích về độ cao của nó, cái này cao quá, mài cho nó thấp xuống cho tôi, LNG hỗ trợ quý vị. Và cái việc hỗ trợ đó sẽ gắn liền đến quý vị cho đến trọn đời hả quý vị ha, khi mà chúng ta sở hữu những cái viên đá từ LNG. Vâng, thì như quý vị thấy là chúng ta có rất là nhiều sản phẩm vừa mới mài ra,
màu đỏ không vậy ha, đỏ huyết rồi vân vân. Và ở đây chúng ta không chợ màu, chúng ta khuyến khích, LNG khuyến khích quý vị, nếu như chúng ta ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta có thể ghé sang mà lựa chọn không vậy ha. Còn mua trên mạng là thua rồi, đá mà quý vị, nó đâu như cái quần cái áo đâu, cái quần cái áo nó vài trăm ngàn, nó rách một cái thì mình bỏ không tiếc, nhưng mà một viên đá nó trị giá 2-3 triệu, thậm chí là 10 triệu, thậm chí là cao hơn nữa, thì chúng ta cần phải có cái độ up phê. Đó là chúng ta vừa ý thì chúng ta quất ha. Rồi bây giờ chúng ta dạt cái hàng ruby này sang một bên, chúng ta đến với những cái con hàng khác khá là ok hơn quý vị ha. Vâng, và tiếp đến thì chúng ta đến với một cái lô Tutmalin quý vị ha. Và ở cái dòng này thì LNG cũng đã chia sẻ đến quý vị rồi, những cái con Tutmalin mà to, sạch, đẹp thì chỉ có thể là những cái viên đá Tutmalin của nước ngoài quý vị ha. Tuy rằng là niềm tự hào dân tộc của LNG khá là cao, nhưng mà trên căn bản thì ở Việt Nam chúng ta hàng Tutmalin thì chỉ có thể là ở chất lượng tạc tượng. Còn về hàng phân xét á, thì chỉ là ở những cái hàng nhỏ nhỏ thôi hả vị ha. Còn to thì nó sẽ không được sáng, và tỷ lệ rất là thấp ở cái hàng phân xét to mà sập hả vị ha. Thì trước mắt chúng ta đây là những cái con Tutmalin khá là to hả vị ha. Bằng chứng là em chỉ mới nhân 1 thôi, để ở chế độ xa nên chúng ta có thể là không thấy được cái sự to của nó. Rồi thì bây giờ mời quý vị cùng LNG chúng ta trải nghiệm từng cái viên Tutmalin hả vị ha. Vâng, như trước mắt chúng ta thì quý vị có thể thấy là một cái viên Tutmalin màu nâu vàng. Thì chia sẻ thêm về cái dòng Tutmalin màu nâu vàng này thì căn bản là nếu như chúng ta mệnh thổ, mệnh kim, chúng ta muốn sở hữu một cái viên đá với kích thước to như thế này. Ở dòng Sapphire thì quý vị quên đi ha, quên đi ở cái hàng thiên nhiên một kích thước to như thế này hả vị ha. Và hàng sạch như thế này nữa. Và dòng Tutmalin này thì độ cứng của nó là 7.5, khá là ổn định khi mà chúng ta lên trang sức về cái độ bền của nó. Và viên này thì LNG xin phép quý vị là LNG sẽ cân đo cho em nó thôi vậy ha. Một viên đá khá là trong, khá là sáng và khá là to. Hàng của chúng ta ở đây thì như quý vị thấy là với những kích thước to khủng như thế này thì nó lên tới là vài chục triệu thôi vậy ha. 50 triệu, 40-50 triệu, 70-80 triệu, thậm chí là cả trăm, hơn 100 triệu trên một viên thôi vậy ha. Đều là những hàng sạch đẹp. Chiều dài của nó là 14,8 ly nè. Chiều ngang là 13,7 ly nè. 13,7 ly. Và tỷ trọng của nó là 11,8 CT không vậy ha. 11,8 CT. Đó. Một cái viên đá khá là sạch đẹp hết vậy ha. Thậm chí là em thì cầm tay vô cũng không sao. Kế đến thì chúng ta đến với viên hình trái tim hết vậy ha. Thì trái tim này nó hình màu nó màu hình trái tim, màu của nó là màu cam vàng. Trái tim này hơi khó kẹp. Và ở những cái viên đá kích thước và size to khủng như thế này thì chúng ta rất là ít thấy nó hiện diện ở trên thị trường. Tuy rằng là rất là nhiều hộ kinh doanh hả vậy ha, nhưng mà để mà thấy những cái con hàng như thế này thì quý vị chỉ có thể là bắt gặp và tìm thấy nó ở LNG. Đây, một viên Tutmalin hình trái tim màu cam vàng, khá là sáng, khá là rực quý vị ha. Khá là đẹp luôn. Thì cái mặt dây chuyền này đối với những chị em phụ nữ mà chúng ta muốn sở hữu thì cái mặt này á không cần nói gì nhiều, độ bền là mãi mãi, độ sáng là mãi mãi, màu sắc là mãi mãi. Và bao giám định tất cả các trung tâm lớn nhỏ ở trên thế giới này ha quý vị ha, trên mọi miền quốc gia luôn. Tutmalin thiên nhiên. Và viên này thì em xin phép được đo hả vậy ha. Mười bốn phẩy tám nè, 15,9 nè, trọng lượng là 13,3 CT, trọng lượng là 13,3 CT hả vậy ha, khá là to nè. Đó. Và để có những con hàng chất này thì quý vị thấy ha, thường thường trên thị trường là không nhiều, mà cho dù có nhiều đi nữa thì cũng không đa dạng không vậy ha. Và điều đặc biệt hơn hết là những cái con hàng của chúng ta từ phía LNG thì đều được bảo dưỡng trọn đời và mãi mãi. Em tụt này thì hai màu hả vậy ha, em tụt này thì thú vị hơn những cái em tụt khác đó.
chọn thổ thôi vậy ha. Cái tuột này thì chọn thổ màu vàng cam. Và giá mà LNG đưa ra nó là giá sàn, giá mà trên thị trường thôi vậy ha. Vì căn bản là LNG không có muốn là dạng như là nối thách, vì khi mà chúng ta nối thách á, kỳ kèo sẽ mất thời gian cho cả đôi bên, mà chúng ta đều là dân kinh doanh, thời gian là vàng bạc không vậy ha, nó là tất cả. Quên em X2 lên chứ. Wow, sạch trong sáng không vậy ha. Và viên này thì kích thước của nó thì hơi khá bé, kích thước của nó thì hơi khá bé, nhưng mà cái dáng của nó thì hơi khá bầu, nên chắc trọng lượng cũng không thấp đâu. 11,5 CT, 11,5 ly, 14 ly hả vậy ha. Và em này trọng lượng là 10,6 CT. Gió thổi đó, 10,6 CT hả vậy ha. Thì đôi khi chúng ta, những người đam mê đá thì quý vị cũng biết rồi, để có một cái viên đá phù hợp với mệnh của mình mà to theo ý muốn của mình thì cái sự lựa chọn của quý vị nó bị gói gọn lại. Chỉ có những anh đại nào trong làng đá hoặc trong nghề đá ha, chúng ta có nhiều đá thì mới có thể cung cấp được những cái niềm đam mê với lại những cái ý thích của quý vị ha. Thì đây, tất cả các sản phẩm của chúng ta đều là hàng thiên nhiên, to, bự, sạch và đẹp. Kế đến là chúng ta có một em tút cam, lửa thì thôi khỏi nói luôn hả vậy ha, nát bét màn hình luôn. Đó, em này thì có một sợi tóc phía bên trong hả vậy ha, để em coi. Wow, không phải một sợi tóc hả vậy ha, vài sợi tóc luôn, như những cái ánh sao băng này quý vị thấy không đó. Thì ở Hạch Anh tóc, rồi Tô Ba tóc, rồi Tút Ma Linh tóc rồi, thì quý vị thấy là ở hàng Tút Ma Linh thì cái chữ lượng mà hàng tóc thì nó khá là hiếm ha. Và viên này có thể nói là một mình cân tất trong này hả vậy ha. Trong này chúng ta còn những cái con màu hiếm nữa. Con này thì quý vị thấy là LNG mới vừa mài ra xong nên thành ra là chưa có thể báo giá hả vậy ha. 12,8 ly nè, 14,4 ly nè. Và viên này thì trọng lượng của nó là 11,8 CT nè, 11,8 CT. Sạch đẹp khỏi chê hả vậy ha, sáng rực. Rồi chúng ta qua, và chúng ta còn 2, 4, 6, 7 em nữa. U là trời, nhiều quá. Kế đến chúng ta đến với màu tiền đi hả quý vị ha, màu tiền. Đây, thì những cái màu tiền mà to đùng như thế này thì cái chuyện mây bên trong nó là không tránh khỏi hả quý vị ha. Nhưng mà vấn đề là viên đá vẫn rực lửa. Đấy, một viên tút ma linh màu cam đỏ, thì cái màu này nó hợp với mình thổ hả vậy ha, bởi vì nó có hỏa và có thổ. Viên này khá là to. Thì cái mà LNG đo ở đây là để cho chúng ta có thể là rõ ràng với nhau hơn về cái vấn đề đá chuẩn hay không ha. Viên này thì chiều ngang là 13,7 ly nè, chiều dài là 16,6 ly nè, và trọng lượng của em nó nè 17 CT quý vị ạ, 17 CT đó. Thì cứ như cái kích thước đó là chúng ta sẽ biết những viên đá của chúng ta, vì căn bản là những hàng to vậy không có hàng để mà đổi hay cháo đồ đâu quý vị ha. Quý vị đừng có lo về cái vấn đề là cháo đá hay này nọ kia các kiểu. Tiếp đến là chúng ta có thêm một viên nữa đây, viên này cũng khá là đẹp, màu thì y chang con vừa rồi luôn, màu thì y chang con vừa rồi. Quý vị có thấy cái bông sen không? Đó, đó.
LNG muốn cân nhắc lại một vấn đề nữa là đây, những cái viên đá này với cái độ trong suốt như kính và màu sắc rực rỡ thì nó là dòng tourmaline hả vị ha. Dòng này không hề có sự can thiệp của việc xử lý keo hoặc là xử lý nhiệt. Và đây là những cái viên đá thiên nhiên được mài ra và chế tác thành những cái viên đá trang sức hả vị ha. Chuyện này thì em xin phép đo. Chiều ngang là 14,3 ct nè. Và chiều dài là 16 ly, xin lỗi. 13,4 ly và 16 ly. Chiều sâu là 10 ly 3 nè. Kích thước là 16,3 ct. Đó, qua một viên nữa. Và tiếp theo là chúng ta có một viên màu vàng ươm. Màu vàng này mà ở Sophie thì thôi chứ bộn tiền. Mà chưa chắc là thiên nhiên không vậy ha. Đây. Đó. Em này thì như quý vị thấy là có một cái bao thể bên trong khá là thú vị ha. Khi mà chúng ta lạng theo sáng thì nó sẽ đi theo cánh sáng mà nó lạng theo ngay cái bề mặt của viên đá. Nhưng mà nó là phần âm hả vậy ha. Bao thể đó bao thể âm bên trong. Không ảnh hưởng gì cả. Viên này thì chắc trâu qua quá. Em lên mà mấy viên đá mà nó có những cái bao thể rồi là em không ưa. 13 ly 3 chiều ngang và 17 ly 3 chiều dài. 13 ly 3 chiều ngang, 17 ly 3 chiều dài. Trọng lượng của em nó là 15 ct hả quý vị ha. Nó chơi hàng toàn là khối xì nái không à. Ở đây chúng ta còn em tụt nâu vàng nữa nè. 10 phút rồi ha, video 10 phút rồi ha. Chiều ngang là 13 ly 5 nè. Chiều dài là 16 ly 5 nè. Trọng lượng là 14,1 ct nè. Để em lao nó chúng ta cùng chiêm ngưỡng không vậy ha. Đây. Viên này thì sửa lại đẹp hả vậy ha. Đáy hơi thấp nè quý vị thấy không? Đó. Đáy hơi thấp đó. Sửa lại một feet thôi là đẹp liền. Kế đến là chúng ta có một viên tút màu đồng. Làm như là em từ hồi gặp ông anh của em là em có một cái gọi là ưu ái so với cái mệnh thổ hay sao ấy. Quý vị có công nhận không? Từ khi gặp anh trai của em xong là hầu như là chúng ta lên những video toàn là mạng thổ với mạng kim thôi. Đấy. Trời cha, viên này gắt nha. Nhưng mà viên này không bằng viên của anh trai em rồi. Viên này không bằng viên của anh trai em rồi. Để coi coi. Chiều ngang là 13 ly. Chiều dài là 15 ly 6, tỷ trọng là 10 ct. Đó. Kế đến em vàng nữa nè quý vị. Em vàng này nhỏ nhất bầy hả vậy ha. Chúng ta với cân ct đó thôi. Bên này thì 7 x 4. Và cái viên đáng nói nhất ở video này là cái viên hồng này. Viên đáng để mà nói tới là cái viên hồng này. Do quý vị thấy mờ là do hôm nay khí hậu ở thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta có mưa hả vị ha. Có mưa khí hậu khá là lạnh nên thành ra là hơi nước sẽ tích tụ xung quanh đá. Và việc chúng ta thực hiện những video những khi mà trời như thế thì hầu như là đá nó sẽ bị mờ đi. Bởi hơi nước tích tụ bởi xung quanh đá hả vị ha. Vâng, và đây là cái viên màu hồng. Thì quý vị sẽ thấy là ở giữa thì nó sẽ nhạt hơn. Hai đầu hả vậy ha. Và viên tourmaline màu hồng này nếu như mà chúng ta yêu cái dòng Sophinel thì em sẽ chia sẻ là giữa cái dòng tourmaline này với dòng Sophinel có khác nhau chỗ nào. Về cái phần đậm thì tourmaline đậm màu, tươi màu, đậm màu. Nhưng mà về lửa rực thì thằng Sophinel nhỉnh hơn.
Nhưng mà để nói về những cái dòng đá được ưa chuộng như là Sphinel và Tourmaline thì không bao giờ là vắng bóng trong danh sách ưa chuộng hả vậy ha. Và giá của chúng thì đã khá cao ngay từ khi chúng còn là thô, chưa thành hình hình dáng hả vậy ha. Từ là những viên thô chúng đã giá rất là cao rồi. Thì đây là viên Tourmaline hồng. Nếu như mà quý vị sở hữu một viên Sphinel hồng mà bự tổ chản như thế này á thì giá sẽ nằm ở hàng trăm triệu là nhẹ thôi quý vị ha. Viên này chiều ngang để em coi coi. 12,3 ct. Chiều dài là 17,6 ct. Nếu mà ở hàng Sphinel như thế này thì cũng khá là căng, khá là khó kiếm quý vị ha. Là viên đá của chúng ta là 12 ct quý vị ạ. Một viên Tourmaline màu hồng 12 ct. Viên này thợ mài giữ sát quá. Chứ nếu mà vô tay em ha. Nếu mà em mà mài ha thì những cái con này sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Vâng rồi thì em đi xin chào quý vị. Video ngày hôm nay chúng ta chỉ có thể là chia sẻ về những cái viên đá mà phải nói là chúng ta khó, rất là khó thấy ở các hộ kinh doanh, chứ đừng nói là thấy ở người sử dụng hả vị ha. Và đây là một cái sự mà thể hiện về cái niềm đam mê đá của chúng ta, cũng như là đối với đối tác của chúng ta khi mà họ biết về đá hả vị ha. Rồi thì em xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video sau với những viên đá tuyệt vời hơn ha.